Trân Tiến kính chào quý khán thính giả của TCT. Chương trình khám phá hôm nay sẽ có những thông tin thú vị nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Quái thi trên biển Thái Bình Dương năm 1977, thuyền trưởng Nhật Bản bị chỉ trích vì ném bảo vật quốc gia xuống biển. Phát hiện hình con rồng vàng bí ẩn dưới kính viễn vọng Hubble cách trái đất 4 tỷ năm ánh sáng. Vệ tinh hiệp sĩ đen 13.000 năm tuổi và có nguồn gốc ngoài trái đất. Ngay sau đây, không để quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng đến với thông tin chi tiết. Quái thi trên biển Thái Bình Dương năm 1977, thuyền trưởng Nhật Bản bị chỉ trích vì ném bảo vật quốc gia xuống biển. Một tàu viễn dương của Nhật Bản phát hiện xác một sinh vật khổng lồ không xác định trong khi đang đánh bắt cá trên biển Nam Thái Bình Dương năm 1977. Xác con vật đã phân hủy và bốc mùi. Nó đã bị thuyền trưởng ném trở lại biển vì ông lo lắng nó có thể làm ô nhiễm cá. Sau khi trở về Nhật, ông đã bị giới khoa học Nhật Bản trực tiếp chỉ trích vì cho rằng ông đã ném bảo vật quốc gia trở lại Thái Bình Dương. Thậm chí, họ còn tổ chức lại một đội tàu lớn để trục vớt xác con vật khổng lồ kỳ lạ này. Lần đó, tàu viễn dương hiệu Thụy Dương Hoàn của Nhật Bản đang đánh cá cách Christchurch, New Zealand, 50 km về phía đông. Vào giai đoạn thu lưới, thuyền trưởng Điền Trung Triều khởi động máy quay kéo chiếc lưới cá từ độ sâu hơn 300 m lên khỏi mặt nước. Sau khi lưới cá được kéo lên khỏi mặt nước, cảnh tượng bên trong khiến cho tất cả thuyền viên đều kinh sợ thất sắc. Bên trong lưới không phải là các loại cá mà mọi người mong đợi, mà lại là thi thể của một loài động vật to lớn quái dị. Thuyền viên nhớ lại, lúc đó thi thể của sinh vật kỳ lạ này đã bắt đầu phân rã khi nó được đưa lên tàu. Bảng điều khiển trên máy quay cho thấy nó nặng hơn 1.800 kg, có chiều dài khoảng 10 m, cổ dài 1,5 m, bốn vây màu đỏ lớn và đuôi dài 2 m. Vậy toàn thân và nội tạng của nó đều không tìm thấy, nhưng cơ thịt và chất mỡ đều vẫn còn nguyên vẹn. Ngay khi đó, các thủy thủ đoàn không biết phải giải quyết con quái vật này thế nào. Thuyền trưởng Điền Trung Chiêu sau khi quan sát tỉ mỉ con quái vật này, ông cho rằng thi thể bị phân rã của con quái vật sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng của số cá trị giá 200 triệu yên trong cabin. Vì vậy, ông ra lệnh ném con quái vật xuống biển sâu. Vào thời điểm đó, trên thuyền có chuyên gia dinh dưỡng Akiko Yano, người có bằng cấp đã tốt nghiệp từ trường Hải Dương thuộc huyện Sơn Khẩu. Ông nghĩ rằng sinh vật kỳ lạ này có thể có ý nghĩa sinh học quan trọng nên đã chụp một vài hình ảnh. Đồng thời, từ thi thể của sinh vật thần bí này lấy xuống vài chiếc vây trước khi nó bị ném xuống biển. Yano Michihiko nhìn xác chết con vật xuất phát từ bản chất nghề nghiệp, ông cảm thấy quá đáng tiếc. Và thật không ngờ được, thứ bị vứt đi này lại có thể là phát hiện độc lạ nhất của thế kỷ 20. Vài tuần sau, tàu Thụy Dương Hoàn trở về cảng Yokohama. Akiko Yano đem hình ảnh, bản vẽ mô phỏng xương cốt và vây cá của con quái thú công bố với thế giới bên ngoài. Sự việc này đã gây ra một cuộc phân tranh và náo loạn ở Nhật. Các bức ảnh và các cuộc phỏng vấn ngay lập tức trở thành tiêu đề của các tờ báo lớn. Một số lượng lớn các tàu nghiên cứu khoa học đã được phái đến hải vực phát hiện sự việc, tiến hành thắt chặt tìm kiếm, nhưng đáng tiếc đã không còn ai có thể nhìn thấy di thể của sinh vật thần bí này nữa. Các nhà khoa học đã tiến hành phân tích hóa học những chiếc vây cá lấy được từ con quái thú này. Kết quả phân tích đã xác nhận rằng cơ thể của nó hợp thành từ nhiều loại axit amin và những loại axit amin này nhiều hơn so với các loại bò sát, cá xương và các loài cá khác. Từ bề ngoài, con quái thú này giống như thi thể của một con cá nhám, có độ phân rã cao. Vì vậy, các nhà khoa học dự đoán sinh vật kỳ lạ này có thể thuộc về lớp cá sụn. Có điều, cũng có nhà khoa học khác bất đồng quan điểm. Từ những hình ảnh có được, rõ ràng bề ngoài của sinh vật này hoàn toàn khác với cá nhám. Đồng thời, trong những loài sinh vật mà con người biết đến, cũng không có một loài nào giống hay phù hợp với sinh vật kỳ lạ mà tàu Thụy Dương Hoàn bắt được. Một số nhà nghiên cứu cho rằng đây là một con xà cảnh long, Plesiosaurus không bị tuyệt chủng. Nhưng lời giải thích này cũng vướng phải chất vấn, vì số lượng đốt xương sống sau cổ chênh lệch quá nhiều với loài Plesiosaurus đã biết. Hơn nữa, hình dạng của vây cá và chi đều không phù hợp với cấu tạo của các loài bò sát trên biển. Tháng 9 năm 1977, Nhật Bản tổ chức hai cuộc họp báo để nói rõ sự kiện này. Hội nghị công bố rằng từ thành phần hóa học của vây quái vật không có kết luận nào là cá mập. Nó hoàn toàn không giống với bất kỳ những loài cá nào mà chúng ta đã biết. Trên phương diện phân loại học, sinh vật kỳ lạ này có thể đại biểu cho một loài động vật
hoàn toàn mới mà chúng ta chưa từng được biết đến. Phát hiện hình con rồng vàng bí ẩn dưới kính viễn vọng Hubble cách trái đất 4 tỷ năm ánh sáng. Khi kính viễn vọng Hubble của NASA đang quan sát không gian tối và sâu của Cetus, nó đột nhiên phát hiện một đường ánh sáng màu hơi vàng trong cụm thiên hà Abel cách đó 4 tỷ năm ánh sáng. Thật kinh ngạc, đường sáng này có hình dạng trông giống một con rồng vàng. Kính viễn vọng không gian Hubble là một kính viễn vọng không gian đang hoạt động của NASA. Hubble không phải là kính viễn vọng không gian đầu tiên trên thế giới, nhưng nó là kính viễn vọng lớn nhất và mạnh nhất từng được phóng. Nó được phóng và hoạt động trên quỹ đạo trái đất ở độ cao khoảng 610 km, cao hơn khoảng 220 km so với độ cao quỹ đạo của trạm vũ trụ quốc tế ISS. Với tốc độ khoảng 7.500 m/s, Hubble có thể quay quanh trái đất 15 lần một ngày, mỗi lần mất 97 phút. Kính thiên văn Hubble được đặt theo tên của nhà thiên văn học người Mỹ Edwin Powell Hubble, sinh năm 1889, mất năm 1953. Đây là kính thiên văn phản xạ được trang bị hệ thống máy tính và gương thu ánh sáng có đường kính 240 cm. Khi quan sát cụm thiên hà Abel 370 cách trái đất 4 tỷ năm ánh sáng, các nhà khoa học nhận thấy những biến dạng kỳ lạ ở rìa của thấu kính hấp dẫn, trông nó giống một con rồng Trung Quốc. Vì vậy, họ đặt biệt hiệu cho thiên hà này là The Dragon. Cụm thiên hà Abel 370 là tập hợp của hàng trăm thiên hà. Mỗi thiên hà chứa hàng chục đến hàng trăm tỷ ngôi sao. Và tỷ lệ vật chất tối của cụm thiên hà này cực kỳ lớn, tạo ra trường hấp dẫn rất mạnh. Bằng cách đo vòng cung của rồng, các nhà khoa học có thể theo dõi và xác định mức độ biến dạng và bức xạ giữa các thiên hà trong cụm thiên hà Abel, đồng thời tính toán khối lượng chất tối còn thiếu, để hiểu cấu trúc của vũ trụ và hiểu các vấn đề sâu nhất trong vũ trụ. Vệ tinh Hiệp Sĩ Đen 13.000 năm tuổi có nguồn gốc ngoài trái đất. Vệ tinh Hiệp Sĩ Đen, tên tiếng Anh Black Knight, là một vật thể không gian bí ẩn quay quanh trái đất trong quỹ đạo cực, mà giới nghiên cứu UFO tin rằng tuổi đời của nó lên đến khoảng 13.000 năm và có nguồn gốc ngoài trái đất. Vào năm 1899, một nhà khoa học có tên là Nikola Tesla đã bắt được sóng tín hiệu vô tuyến của một vật thể bay ngoài không gian. Nhưng phải tới 50 năm sau, người ta mới bắt đầu chú ý tới chiếc vệ tinh lạ này và gắn cho nó biệt danh Black Knight, Hiệp Sĩ Đen. Người ta không xác định được Hiệp Sĩ Đen là của ai, do ai phóng lên. Thậm chí từng có giả thuyết rằng nó được một nền văn minh nằm cách chúng ta hàng ngàn năm ánh sáng gửi đến. Gần đây nhất, các nhóm thợ săn UFO cho rằng đã quay được vệ tinh Hiệp Sĩ Đen trên biển Florida. Theo quan sát của giới thiên văn học, Hiệp Sĩ Đen có quỹ đạo khác thường. Nó bay theo chiều ngược chiều quay của trái đất và với vận tốc cao gấp 2 lần so với bất kỳ tàu không gian nào do con người chế tạo. Hiệp Sĩ Đen được biết có đường bay theo quỹ đạo địa cực. Quỹ đạo địa cực thường được dùng vào việc nghiên cứu và vẽ bản đồ trái đất, quan sát trái đất, ghi lại hình ảnh thời gian trôi qua trên trái đất và duy trì vệ tinh thám báo. Do vậy, vệ tinh Black Knight được liệt kê vào danh sách vệ tinh do thám. Các nhà thiên văn học và nhà khoa học đã tính toán khối lượng của vật thể này lên đến 10 tấn và được xem là vệ tinh nhân tạo nặng nhất quay quanh hành tinh chúng ta vào thời điểm đó. Vấn đề đặt ra là, vào thời điểm đó, cả Mỹ và Liên Xô đều chưa có công nghệ đưa tàu vũ trụ bay trên quỹ đạo địa cực. Chỉ đến năm 1960, vệ tinh bay theo quỹ đạo cực đầu tiên mới được phóng lên quỹ đạo địa cực. Vậy, điều bí ẩn ở đây là ai đã đưa Hiệp Sĩ Đen lên quỹ đạo địa cực? Và với mục đích gì? Cho đến nay, đây vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ, chưa có lời giải đáp. Thưa quý vị và các bạn, thông tin về vệ tinh Hiệp Sĩ Đen đã kết thúc chương trình khám phá ngày hôm nay của TCT. Quý vị có suy nghĩ gì sau khi xem xong chương trình? Hãy để lại những bình luận bên dưới để chúng ta cùng chia sẻ. Đừng quên nhấn like và đăng ký để đón xem những video mới nhất của TCT. Còn bây giờ, Trần Tiến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình khám phá tiếp theo.